Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nông thôn ngày mới. Thưa quý vị, kinh doanh trên nền tảng số như là TikTok, Facebook đã không còn xa lạ với những người nông dân Việt Nam. Thế nhưng làm sao để hình thức kinh doanh này mang tính bền vững, chân thực thay vì chỉ là theo những video triệu view trên trào lưu ở trên mạng xã hội? Đây là câu chuyện mà vị khách đặc biệt của Nông thôn ngày mới sẽ mang đến với chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên trước tiên xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật tin tức đáng chú ý trên cả nước qua phần Nông thôn hôm nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh việc bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Theo đó, trong dịp lễ này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm với 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp, nguồn kinh phí thực hiện từ xã hội hóa. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024. Đáng chú ý sẽ có 10 điểm bắn pháo hoa được bày trí theo dọc tuyến sông Sài Gòn, trong đó bao gồm điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn. Về số lượng pháo hoa, tại điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực hầm sông Sài Gòn, ban tổ chức sẽ bắn 1.500 quả tầm cao, 30 dàn tầm thấp, 10 dàn hỏa thuật, còn 15 điểm bắn tầm thấp có 90 dàn tầm thấp. Cũng trong dịp này, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để người dân, du khách có thêm không gian vui chơi, giải trí. Tiếp tục là các thông tin liên quan tới tình hình hạn mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trước thực trạng hạn mặn khốc liệt tại tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương đấu thầu mua gần 7.000 bồn chứa nước cho bà con vùng sâu hải đảo để trữ nước ngọt. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các địa phương chuẩn bị phát 6.700 bồn chứa dung tích 1.000 lít một bồn cho bà con vùng hạn mặn. Những hộ khó khăn được cấp bồn chứa nước là do địa phương tổng hợp gửi về tỉnh, đặc biệt là những hộ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo không tiếp cận được nguồn nước tập trung và không có bồn trữ nước sẽ được hỗ trợ trước. Thời gian thực hiện dự kiến vào đầu tháng 5. Tổng kinh phí mua số bồn chứa nước này trên 13 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hạn mặn. Năm nay nhờ các hệ thống cống ven biển Kiên Giang đóng khép kín kịp thời nên có đủ lượng nước ngọt phục vụ cho bà con. Đến thời điểm này, Kiên Giang cơ bản đảm bảo đủ nước cho người dân sinh hoạt cho đến hết mùa khô. Trong khi đó, thì tỉnh Lâm Đồng đang phải nhanh chóng xây dựng giải pháp để cấp nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân trong tỉnh. Nguyên nhân là bởi suối Đạm Rê nằm dưới chân đèo Bảo Lộc đã khô kiệt, cạn, trơ đáy, buộc công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng phải tạm ngừng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Đạm Rê. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Đạo Hoai giao Ủy ban nhân dân thị trấn Đạm Rê khẩn trương bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ cùng với nhà máy nước Đạo Hoai nạo vét khơi thông dòng chảy, tận dụng tối đa nguồn nước hiện có tại suối Đạm Rê dẫn nước vào hố thu để cung cấp nước cho nhà máy, kiên quyết yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân phá bỏ các đập bờ chắn ngăn dòng chảy suối Đạm Rê, vận động các hộ có nước chia sẻ cho các hộ thiếu nước, khẩn trương khảo sát đánh giá số hộ bị ảnh hưởng do thiếu nguồn nước sinh hoạt để có nước cho người dân sử dụng ổn định cuộc sống. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, lần thứ hai, trong vòng hơn một tháng, Hà Nội đốc thúc quận huyện tăng cường hoạt động của các đội bắt chó thả rông, đồng thời địa phương cần phải cập nhật, lập sổ quản lý chó mèo nuôi trên địa bàn. Chỉ đạo trên vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành tại công văn yêu cầu các sở liên quan cùng với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dại. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại động vật tại các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để điều tra ổ dịch, trao đổi, chia sẻ thông tin dịch bệnh dại trên người và động vật theo quy định, điều tra xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại động vật. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức xây dựng thực hiện ngay kế hoạch truyền thông học đường về phòng chống bệnh dại trong hệ thống trường phổ thông theo chỉ đạo. Các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo chưa được tiêm phòng hoặc đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ theo quy định, đảm bảo tỷ lệ trên 90% tổng đàn vật nuôi.
Thưa quý vị, những năm gần đây thì huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách, và nơi đây thì không chỉ là vùng đất Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa mà còn có nhiều làng nghề trồng hoa cây cảnh có truyền thống của miền Bắc. Và bốn mùa trong năm, các loại hoa như là hồng này, cúc, ly, dơn hay là cát tường cùng nhau tô điểm trên những cánh đồng bạc tỉ. Vâng, những cánh đồng hoa bạc tỉ chỉ nghe thôi thì cũng đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Và không biết là chị Ngọc Trâm có biết không, đằng sau những cánh đồng hoa giá trị cao không chỉ là thiên nhiên ưu đãi, thổ nhưỡng phù hợp mà còn có sự chăm chỉ cùng với trình độ canh tác cao, quan trọng hơn cả chính là sự nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thị trường của chính những người nông dân ở Mê Linh. Vâng, quả đúng là như vậy ạ. Và theo như tôi được biết thì trước đây người ở Mê Linh thì trồng hoa chỉ bán cho thương lái thôi, nên là rất là bị phụ thuộc vào thị trường này, giá cả thì lại bấp bênh và có thời điểm hoa cười người khóc. Đón đầu thị trường số, nhiều nông dân trẻ tại đây đã đưa sản phẩm hoa của làng nghề mình lên các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng ở trên mạng xã hội nữa đấy ạ. Vâng, và chính nhờ những cái cách làm này thì người trồng hoa đã có thể chủ động được việc tiêu thụ, giá trị thì cũng tăng lên. Và trong chương trình Nông thôn ngày mới ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời đến trường quay một nhân vật rất đặc biệt, đó chính là anh Lê Văn Cả, nông dân tiên phong và cũng là gương mặt quen thuộc trong các video giới thiệu về hoa hồng Mê Linh được đăng tải trên các sàn thương mại cũng như các trang mạng xã hội. Bước ra khỏi những khuôn hình của video thì anh Cả cũng chính là một người trồng hoa thứ thiệt ở Mê Linh. Anh Cả chắc chắn là sẽ mang đến cho Nông thôn ngày mới ngày hôm nay của chúng ta nhiều chia sẻ thú vị về câu chuyện đánh thức tiềm năng của hoa hồng qua những nền tảng thương mại số. Vâng, trước tiên thì cũng xin được cảm ơn anh Lê Văn Cả đã dành thời gian cho Nông thôn ngày mới ngày hôm nay. Và trước khi bước vào phần trò chuyện chính của chương trình, xin mời anh Cả cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn để hiểu hơn về cách thức mà những nông dân ở Mê Linh sản xuất tiêu thụ hoa trong kỷ nguyên số như thế nào quý vị nhé. Máy tính, máy ảnh, flycam, mic để đầu tư cho bộ thiết bị phục vụ cho quá trình sáng tạo video, nhóm bạn trẻ này sẵn sàng chi ra hơn 200 triệu đồng. Máy móc hiện đại, nội dung hữu ích cùng nét duyên dáng mộc mạc của người dẫn chuyện, những video do nhóm bạn trẻ thực hiện đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Nhớ anh em hỏi là cây giống thì trồng như nào thì thật ra là chỉ có vùi đất như này thôi. Đầu năm như này là thời tiết để thuận lợi để trồng cây giống rồi. Nhiều video được lên xu hướng với lượt tương tác cao, tạo nên cơn mưa đơn hàng trên mọi miền đất nước. Khi mình làm trên nền tảng số, mình có nhiều đầu ra rồi thì mình có quyền lựa chọn khách hàng của mình. Ai mà có giá hợp lý, giá cả hợp lý, mình có lãi thì mình mới bán. Còn lượng ép giá như ngày xưa thì mình cũng sẽ không bán nữa. Khi mà có sự kết hợp này thì cái lượt tương tác của khách hàng và cái đơn hàng nó đi ra được thì nó sẽ nhiều hơn và nói chung là nó phát triển mạnh hơn. 200 tới 300 đơn hàng, có những thời điểm cá biệt con số lên tới cả nghìn đơn. Để tránh sai sót, các nhân sự được sắp xếp với nhiều đầu mục khác nhau, từ tư vấn trước và sau bán hàng, chốt đơn, đóng gói. Đặc biệt, để giảm rủi ro trong khâu vận chuyển các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, những người nông dân ở Mê Linh cũng tìm ra cách đóng hàng tối ưu. Hàng cây tươi khi đã vận chuyển đi, thứ nhất là vấn đề là héo, hai là cái rủi ro gãy với dập rất nhiều, nên là đầu tiên giai đoạn đầu tiên mình bán online thì cũng gửi đi nó bị hỏng rất là nhiều. Xong về sau thì mình có tham khảo một số cách đóng hàng trên mạng thì từ đấy là mình tìm ra được cách đóng hàng tối ưu nhất là đóng bằng bìa cứng bắt tông loại dày và quấn bao kín cây, thì từ đấy là thứ nhất là cây nó không bị ảnh hưởng bởi là quăng ném hàng nữa này, hạn chế cái việc bị héo này. Và cái việc vận chuyển nó dễ dàng hơn, nó gọn hơn. Để khai thác được tiềm năng từ nền tảng số, những nông dân trẻ ở Mê Linh còn cùng nhau nghiên cứu tạo ra những mẫu hoa hồng bonsai độc đáo. Những chậu hoa này không chỉ dễ chơi, dễ vận chuyển, giá cả hợp lý, mà còn phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Cái sự chuyển động nó đã đến cái nền tảng số để đưa những cái sản phẩm của bà con nông dân tới tay người tiêu dùng một cách rất là mạnh và rất là nhanh, cũng thôi thúc cho những người nông dân cũng giống như tôi là một nhà sản xuất cũng phải rất là vội vã và rất là cố gắng nỗ lực để tạo ra những cây hoa hồng làm sao mà nó sẽ đẹp nhất và nó sẽ tốt hơn và phải nâng cấp nó tối đa có thể để cho ra được những cái sản phẩm hoa hồng độc đáo để đưa đến tay người tiêu dùng. Liên tục cập nhật sản phẩm mới phù hợp với xu hướng, không ngừng tìm kiếm thị trường, kênh tiêu thụ, người trồng hoa Mê Linh đang may một chiếc áo mới đẹp đẽ hơn cho làng nghề trồng hoa truyền thống của mình.
Vâng, sau khi mà theo dõi xong cái phóng sự vừa rồi thì quả là tôi thấy rất là hâm mộ cái bộ đồ nghề tác nghiệp của anh đấy ạ. Để có thể là đưa sản phẩm nông sản Hoa Hồng Mê Linh lên sàn thương mại điện tử thì chắc hẳn là anh cả đã đầu tư rất là nhiều từ những cái thiết bị quay này, rồi là những cái thiết bị phát sóng livestream trên sàn thương mại điện tử nữa. Và chắc hẳn là cái con số đầu tư thì không hề nhỏ nha. Và bây giờ thì tôi cũng đã hiểu là tại sao mà những cái video của anh á, chất lượng cả về hình ảnh, cả về âm thanh thì đều rất là tốt. Tuy nhiên là để có thể đầu tư cho những cái máy móc lên tới hàng trăm triệu đồng như thế này thì chắc chắn là anh cũng sẽ có những cái mục đích riêng của mình, đúng không ạ? Mình là một người nông dân trẻ thì không những mình bán hàng là cho mình ngoài cái việc đăng tải các hình ảnh của hoa của địa phương để quảng bá được nhiều người biết đến hơn, nên là mình cũng mạnh dạn đầu tư trang thiết bị từ máy quay này, mic này, rồi là các thiết bị phụ trợ nữa, flycam chẳng hạn, thế là để đưa đến những thước phim đẹp nhất và những hình ảnh sắc nét nhất, đưa sản phẩm của mình đến mắt người tiêu dùng, từ đó là thúc đẩy được cái thị hiếu, tăng được cái độ tin tưởng của mình đối với khách hàng hơn. Tôi được biết là ở cái thời điểm đầu khi mà anh cả tiếp xúc với nền tảng số, đưa các sản phẩm của Hoa Hồng Mê Linh lên đến nền tảng số, thì những người nông dân ở đây thì vẫn chủ yếu là bán hoa cho thương lái. Vậy thì sau suốt một thời gian trải qua nỗ lực của bản thân mình cũng như là những nông dân trẻ ở Mê Linh, thì đến thời điểm này không biết là những người trồng hoa ở Mê Linh đã có những cái thay đổi như thế nào trong tư duy sản xuất rồi? Đầu tiên là mọi người cũng chịu khó tìm hiểu cái mạng xã hội nó là cái gì này, cũng theo dõi tôi này, và học hỏi dần từ các cái kinh nghiệm, cũng có người hỏi cách quay dựng như nào hoặc nói ra làm sao để mọi người cùng đưa cái sản phẩm lên, và cũng rất may mắn là cũng có một số anh em cũng làm theo, đều là các bạn trẻ thì cũng đã xây dựng được cho mình riêng những kênh nông sản về hoa hồng. Thì hiện tại bây giờ ở địa phương cũng có rất nhiều các bạn nông dân trẻ cũng đang làm theo mô hình như vậy và cũng đạt được cái thành công nhất định. Vâng, và tôi được biết rằng là anh cả thì vừa mới trở về từ một chuyến đi Bắc Cạn ạ. Đây là một cái chuyến đi mà anh lên đó và anh hỗ trợ cho những bà con địa phương cái phương thức để có thể bán hàng live stream, đưa nông sản của mình lên sàn thương mại số, và một cái chuyến đi hoàn toàn hỗ trợ là miễn phí thôi. Vậy thì sau những cái chuyến đi thực tế như vậy trở về, anh có nhận thấy là làm sao để mà nông dân của chúng ta có thể thay đổi phương thức tư duy sản xuất kinh doanh một cách bền vững trên sàn thương mại điện tử, chứ không phải là một cái trend, một cái hành động nhất thời thôi ạ? Sau nhiều lần tôi đi hỗ trợ bà con bán nông sản ở các địa phương ấy, thì tôi thấy bà con nhà mình cái kỹ thuật nông sản rất tốt, làm ra sản phẩm rất tốt, nhưng mà bà con chưa biết cách tiếp cận với cả các cái mạng xã hội. Tôi thấy bà con chưa đưa được đến hình ảnh quy trình làm này, để mọi người hiểu là cái sản phẩm nông sản của mình nó sạch này, nó tốt này, và nó mức giá nó sẽ hợp lý hơn là so với cả là bà con bán qua lái buôn. Hai nữa là nhiều người tiếp cận được thì bà con sẽ có nhiều nguồn bán ra hơn, không bị động về đầu ra nữa. Và hai nữa là nếu mà đã tiếp cận được với cả nhiều người thì cái giá sản phẩm nó sẽ nâng cao hơn, từ đấy là đời sống kinh tế của bà con cũng sẽ tốt hơn. Ngày xưa như tôi làm thì cũng chỉ là cuối năm mới dám bán thôi, nhưng bây giờ là mình có thể sản xuất quanh năm, bởi vì mình đã có đầu ra ổn định vững rồi, không những là bán trong nước mình còn bán cả nước ngoài. Đầu mình làm những sản phẩm mới, ngày xưa thì làm hoa tươi thì bây giờ mình làm cả hoa hồng sấy khô, thì mình có được cái hạn sản phẩm menu, chứ thời gian nó lâu năm thì mình có thể là xuất khẩu đi nước ngoài được. Vâng, vừa rồi thì anh cả có đề cập đến một khía cạnh mà tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái điểm mấu chốt mà chúng ta cần phải phát huy trong thời gian tới, đó là bà con thì đã có cái quy trình canh tác và sản xuất để cho ra những cái sản phẩm rất là sạch rồi, và thậm chí thì người tiêu dùng cũng rất là mong muốn để có thể tiếp cận được những cái sản phẩm này và mua về cho mình những cái thực phẩm ngon, sạch và an toàn cho gia đình sử dụng. Nhưng mà đôi khi chỉ là hai cái nhu cầu nó chưa gặp nhau thôi, người bán không thể gặp được người mua. Vậy thì cái điều mà chúng ta quảng bá những cái sản phẩm này trên mạng xã hội hay là nền tảng số, nó là một cái xu hướng tất yếu trong tương lai, có phải không ạ? Cái này tôi thấy nó là điều tất hướng, bởi vì bây giờ hầu như là ở Việt Nam mình tất cả mọi thứ đều chuyển từ mua hàng offline sang hàng online rồi. Bây giờ các cách phương thức vận chuyển cũng nhanh rồi. Bên OCOP cũng hỗ trợ bà con nhiệt tình rồi, nên là cái vấn đề bà con bây giờ chỉ có một điều cần cải thiện, thứ nhất là bà con phải mạnh dạn lên đầu tư, mạnh dạn làm, dám nghĩ dám làm thôi. Chứ còn sản phẩm bà con rất tốt, nhưng mà nhiều khi bà con chưa đưa cái sản phẩm của mình đến tay khách hàng hoặc là người cần người ta nhìn thấy. Anh cả vừa mới chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là có một yếu tố mà anh thấy rằng ở đây là bà con thì chưa mạnh dạn, chưa cởi mở, chưa tự tin. Vậy thì tôi cũng muốn anh cả có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả cũng như là bà con hiểu biết được rằng là ở những cái thời điểm đầu khi mà anh mới bắt đầu chuyển sang làm nền tảng số như thế này thì chắc chắn là mình cũng sẽ có những cái cảm giác giống như bà con bây giờ. Vậy thì làm thế nào để mình vượt qua nó để bà con bây giờ cũng có thể
làm thế nào để vượt qua để có thể tiếp cận nền tảng số một cách rõ ràng? Thời gian đầu ấy, nếu để quay thì mình sẽ ngượng. Thứ nhất là mình ngượng, mình không tự tin đứng trước máy ảnh. Hai nữa là mình không biết nói cái gì. Đấy là hai cái mặt hạn chế lớn nhất. Sau khi mà được nhiều người biết đến thì mình làm clip đều thì mình mới quen thôi. Thì tôi nghĩ là nếu như mọi người, bà con nông dân ấy, thì hay mạnh dạn làm lên, làm quay nhiều thì cũng sẽ thành quen. Một cái khía cạnh mà có thể là khán giả và những người tiêu dùng ấy, họ lại thích cái sự chân chất thật thà của những người nông dân thì đúng sao rồi. Chứ chúng ta đâu phải là những người chuyên nghiệp để đúng mà rồi. Phải thể hiện thật là tốt trước ống kính máy quay đâu, nên là cứ mạnh dạn làm đi và sẽ chạm tay được tới thành công như là anh đã vừa chia sẻ. Và chắc chắn là trong tương lai thì anh cả cũng sẽ có một cái kế hoạch nào đó để ấp ủ cho bản thân mình để phát triển hơn nữa. Anh có thể sẵn lòng chia sẻ với khán giả của Nông Thôn Ngày Mới ạ. Các sản phẩm truyền thống ấy thì mình làm nó từ xưa đến nay nó là đều có rồi. Tôi đang ấp ủ làm một cái sản phẩm mới có thể xuất khẩu được và có thể tiếp cận được với cả nhiều thị trường hơn. Ví dụ như ở như hàng hoa cây cảnh thì nó là hàng hoa tươi thì nó hạn chế là vận chuyển. Thì tôi đang muốn làm những cái sản phẩm mà nó có thể là lưu trữ lâu hơn này, hướng tới xuất khẩu. Với cả những cái sản phẩm mà tiếp cận được với cả đô thị, bởi vì hàng hoa cây cối ở đô thị là có những cái mặt hạn chế là không có không gian này, diện tích để trồng này, thì mình cũng làm những cái sản phẩm nhỏ này, sản phẩm ngày xưa mình làm những cái sản phẩm chỉ có trồng ở những khu là diện tích lớn thì mới, nhưng mình sẽ hướng tới làm những sản phẩm nhỏ để bà con có thể tiếp cận với cả những vị khách ở thành phố hoặc là làm ở chung cư cũng có thể trồng được. Bởi vì bây giờ rất nhiều nơi là có mọi người cũng muốn trồng hoa nhưng mà này không có diện tích để trồng hoặc là không có kỹ thuật, thì mình sẽ vừa hướng dẫn kỹ thuật này vừa bán cho họ những cái sản phẩm mà nhà không có diện tích cũng có thể trồng được. Vâng, rõ ràng là trong tương lai thì anh có rất là nhiều dự định cho mình và hy vọng là với những cái dự định mà anh đang ấp ủ thì anh sẽ thành công và sẽ chia sẻ thêm được nhiều kinh nghiệm nữa để cho bà con cũng có thể phát triển giống như mình, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn anh cả với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, nhờ nắm bắt được nhu cầu của thị trường cũng như là chuyển dịch được cơ cấu cây trồng một cách phù hợp, mang theo giá trị cũng như là thắp sáng niềm hy vọng cho những nông dân trồng hoa ở Mê Linh. Bằng chứng là đến nay thì đã ngày càng nhiều người trẻ ở Mê Linh trở về quê hương lập nghiệp và họ cùng nhau tạo dựng những cánh đồng giá trị cao ở vùng đất cổ địa linh nhân kiệt Mê Linh. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh Lê Văn Cả đã có những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là câu chuyện của anh Cả cũng như là cách làm của anh thì sẽ gợi mở cho những nông dân khác ở trên cả nước trên cái hành trình là tìm kiếm thị trường mới cho mặt hàng nông sản của mình cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh và chúng ta sẽ sớm chạm tay đến thành công. Vâng, và để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng đến với mảnh đất Quảng Trị để có thể thưởng thức một loại hạt cay nồng thấm đượm nắng gió của miền Trung và đồng thời là một thương hiệu ô cốp rất đặc trưng của vùng đất này. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Trị nằm chuyển tiếp giữa hai vùng khí hậu mùa đông lạnh khô ở phía Bắc và nóng ẩm quanh năm ở phía Nam. Địa thế này thì mang đến cho Quảng Trị khí hậu khắc nghiệt, thế nhưng cũng là điều kiện thuận lợi về thời tiết và thổ nhưỡng để phát triển cây hồ tiêu. Cùng với truyền thống canh tác hồ tiêu thuận tự nhiên lâu đời của người dân, Quảng Trị được nhiều chuyên gia nông nghiệp đánh giá là có tiềm năng để sản xuất hồ tiêu hữu cơ có chất lượng thơm ngon. Vâng, nhắc tới hồ tiêu Quảng Trị thì chúng ta không thể không nhắc tới tiêu cùa được trồng tại vùng cùa ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Và hồ tiêu vùng cùa thì được biết đến là sản phẩm kết tinh từ đất đỏ Ba Gian màu đỏ rực mỡ và sự khắc nghiệt của gió Lào, thời tiết của miền đất Quảng Trị, và tất cả đã tạo nên sự khác biệt của sản phẩm này. Vâng ạ, hạt tiêu cùa thì có hàm lượng tinh dầu rất là cao này. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam công nhận tiêu khô Quảng Trị có chất lượng tốt nhất thuộc mặt hàng đặc chủng. Hạt tiêu cùa đã từng xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, và tới nay thì hạt tiêu cùa đã đạt ô cốp 4 sao của cấp tỉnh. Tuy không phải địa phương có diện tích trồng tiêu lớn của cả nước, thế nhưng tại Quảng Trị, người dân đã có truyền thống canh tác tiêu theo hướng truyền thống từ lâu đời. Không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật giúp tiêu tại Quảng Trị có độ khô cao. Đặc biệt, hạt tiêu Quảng Trị tuy kích thước nhỏ hơn các địa phương khác nhưng lại có dung trọng lớn đạt từ 650 tới 700 g trên 1 lít, vị cay, thơm đặc trưng. Tiêu Quảng Trị thì mặc dù hạt nó hơi nhỏ hơn so với miền Nam nhưng mà bao giờ cũng cay hơn, thơm hơn. Thì tôi nghĩ đó là một trong những đặc tính, có lẽ là do cái vấn đề thổ nhưỡng và khí hậu của Quảng Trị nó thích hợp và nó tạo ra được cái hương vị đặc biệt cho cái tiêu Quảng Trị. Cây hồ tiêu trên đất cùa thuộc địa phận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được đánh giá là một trong những loại hồ tiêu có chất lượng cao.
sản phẩm hồ tiêu vùng Cùa là kết tinh của thổ nhưỡng đất đỏ và khí hậu khắc nghiệt miền Trung, nổi tiếng với vị đậm cay nồng, hương sâu, hạt nhỏ, trọng lượng nặng, thơm ngon, không nơi nào trên đất nước Việt Nam sánh được. Đây cũng được coi là loại cây kinh tế chủ lực của người dân địa phương. Đất đai, thổ nhưỡng và cái khí hậu thiên nhiên ở cái vùng Cùa thì phải nói là từ bao đời nay rồi. Cha ông ở vùng Cùa là cũng gắn bó với cái cây tiêu và là mang lại những cái hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là cái vấn đề cái sản phẩm của cái tiêu Cùa khi sản xuất ra là đạt chất lượng rất là cao và được là các cái doanh nghiệp, công ty, các khách hàng rất là ưa chuộng. Về Cam Chính nói riêng cũng như vùng Cùa nói chung thì cây tiêu là một cây trồng chủ lực. Đa số các vườn tiêu ở trong xã thì các vườn đều trồng tiêu. Mà người dân ở đây họ trồng cây trong vườn thì thường rất ít khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên chất lượng tiêu ở đây luôn luôn được đảm bảo. Đặc biệt là họ có mùi đặc trưng riêng của tiêu vùng Cùa riêng. Với giá trị kinh tế tốt, mỗi năm diện tích hồ tiêu ở vùng Cùa đã được mở rộng từ 20 tới 30 hectare. Sản phẩm tiêu Cùa thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Hồ tiêu Cùa đã phát triển vùng trồng tiêu hữu cơ và có chỉ dẫn địa lý. Hạt tiêu Cùa đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Vâng, tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 2.500 ha hồ tiêu, trong đó thì diện tích khai thác khoảng 2.100 ha và phần lớn là đều canh tác theo kiểu cũ nên năng suất thấp hơn nhiều so với các vùng khác. Chính vì thế, để phát triển hồ tiêu hữu cơ theo đúng quy trình, ứng dụng thêm khoa học kỹ thuật là giải pháp được Quảng Trị đề ra để nâng cao năng suất cũng như là giá trị của hồ tiêu. Vâng, hồ tiêu Quảng Trị nếu như so về năng suất thì sẽ không cao hơn tiêu tại Phú Quốc hay là Bà Rịa Vũng Tàu, thế nhưng hương vị lại được nhiều người đánh giá là cao hơn. Đặc biệt tiêu hữu cơ Quảng Trị đã được xuất khẩu tới thị trường châu Mỹ hay là châu Âu nữa đấy ạ. Vâng, ở quy mô toàn tỉnh thì tính đến tháng 4 năm 2023 thì số sản phẩm OCOP ở Quảng Trị đã tăng lên đến 119 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP. Và trong lộ trình kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP, tỉnh Quảng Trị xây dựng mục tiêu đến cuối năm 2025 thì sẽ có thêm khoảng 100 sản phẩm OCOP nữa. Và tiếp theo chương trình xin được mời quý vị sẽ cùng hướng về tỉnh Phú Thọ để đến với tour du lịch độc đáo trong ngày lễ trọng đại mùng 10 tháng 3 âm lịch qua tiểu mục Đường về nhà. Thưa quý vị, hôm nay là Dỗ Tổ Hùng Vương và như thường lệ thì hàng năm cứ đến ngày này người dân cả nước sẽ cùng hướng về đất tổ để tri ân những vị vua đã có công dựng nước. Suốt cả tuần này thì rất nhiều du khách thập phương đã đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ để thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Và nhằm quảng bá lan tỏa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch cho du khách khi mà về Phú Thọ trong dịp Dỗ Tổ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức rất là nhiều hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho du khách trong khuôn khổ lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024. Vâng, và trong vô số các hoạt động độc đáo của lễ hội thì phải kể đến tour đêm Đền Hùng. Ngay sau khi sản phẩm du lịch này ra mắt thì không chỉ du khách phương xa mà cả những người dân ở Phú Thọ thì cũng vô cùng thích thú khi trải nghiệm tour đêm Đền Hùng. Lắng đọng nơi núi rừng Nghĩa Lĩnh, du khách có thể cảm nhận được sự huyền diệu, bình yên nơi cội nguồn dân tộc và càng thấm thía lời dạy của Tổ tiên. Trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tour đêm Đền Hùng thu hút hơn 130 du khách đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia trải nghiệm. Từ cổng đền, những người con đất Việt sẽ trải qua hàng trăm bậc đá để thưởng ngoạn và thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Tại các ngôi đền của di tích lịch sử như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và kết thúc hành trình ở đền Giếng. Khung cảnh lung linh huyền ảo mà thâm nghiêm cổ kính mang đến thật nhiều cảm xúc. Tôi thấy là ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo với những cái chiếc đèn rất là đẹp mà nó tạo thêm một cái sự lung linh cho cái tour để nó có một cái sự khác biệt so với cái tour ban ngày. Cái không gian lễ hội được chuẩn bị rất là chu đáo, vệ sinh môi trường cũng như là cảnh quan thì đều rất là sạch đẹp. Không chỉ du khách phương xa mà người dân Phú Thọ cũng vô cùng thích thú khi trải nghiệm tour đêm Đền Hùng. Lắng đọng nơi núi rừng Nghĩa Lĩnh, du khách sẽ cảm nhận sự huyền diệu bình yên nơi cội nguồn dân tộc và càng thấm thía lời dạy của Tổ tiên. Tham gia vào tour đêm của Hội Đền Hùng thì tôi cảm thấy là rất thú vị.
và không khí rất là mát mẻ, tất cả các cháu cũng rất là vui. Thu hút từ du khách thập phương như vậy thì sản phẩm tour đêm Đền Hùng sẽ được triển khai trong những năm tiếp theo. Đây là một sản phẩm sẽ được duy trì hàng năm và là sản phẩm mà cả nước, người dân, con dân đất Việt đều biết đến mỗi dịp Đền Hùng. Tour đêm Đền Hùng là sản phẩm du lịch hấp dẫn không thể bỏ lỡ khi hành hương về đất tổ, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách trong thời gian tới.